Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, hệ thống truyền thanh cơ sở có vai trò quan trọng, chuyển tải kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân. Đặc biệt trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển, nhiều địa phương còn thực hiện các trang mục truyền hình đăng tải trên nền tảng mạng xã hội. Theo xu hướng này, tổ truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn đã mở chuyên mục quốc phòng toàn dân, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Chuyên mục quốc phòng toàn dân của tổ truyền thanh huyện Thoại Sơn ra đời trên cơ sở phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thanh huyện với Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn. Chuyên mục dài trên 10 phút, đăng tải 2 lần mỗi tháng. Thời lượng tuy không dài, nhưng để hoàn thành một chuyên mục truyền hình của những người làm báo không chuyên là một nỗ lực và sự đam mê nghề rất lớn của đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, phóng viên, tổ truyền thanh huyện. Khi được lãnh đạo phân công là phụ trách chuyên mục quốc phòng toàn dân thì tôi cảm thấy rất là thích. Bình thường thì mình nhìn hình ảnh của người bộ đội Cụ Hồ ở ngoài đời thì mình đã thích rồi. Là hình ảnh của những người bộ đội là giúp dân xây nhà, rồi cùng tham gia hoạt động xây cầu, cũng như là trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Thì khi thực hiện cái chuyên mục này thì tôi cũng mong muốn lãi được đến người dân là những cái hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, để mà người dân có thể cùng với lực lượng vũ trang của huyện nhà có thể tham gia vào các cái phong trào của địa phương để cùng nhau mà xây dựng địa phương ngày càng phát triển hơn, gắn kết tình đoàn kết giữa quân và dân. Chuyên mục quốc phòng toàn dân huyện Thoại Sơn đến nay thực hiện và đăng tải gần 20 số, qua đó không chỉ định hướng thông tin mà còn là phương tiện quan trọng để tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng các phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị đóng quân trên địa bàn, giúp người dân hiểu rõ pháp luật liên quan đến quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn. Đặc điểm của cái địa phương mình là có rất nhiều đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn, cũng như là cái trường quân sự và trung đoàn 82. Trong đó thì cái mối quan hệ giữa cái chuyên mục và cái lực lượng vũ trang của địa phương rất là tốt. Tinh thần tuyên truyền và cái quảng bá hình ảnh của anh bộ đội Cụ Hồ phát huy là tiếp tục làm sao cho cái phong trào mình nó sâu động hơn nữa, nó phong phú hơn nữa, để tuyên truyền cái hình ảnh của cái quê hương của mình là cái quê hương Thoại Sơn anh hùng. Mặc dù được đăng tải trên hệ thống hạ tầng mạng xã hội, nhưng hình ảnh lực lượng vũ trang địa phương ngày càng được lan tỏa rộng khắp. Người dân trong huyện, nhất là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cũng lĩnh hội được nhiều thông tin hữu ích từ hoạt động của chuyên mục. Cái ekip thực hiện đội chuyên mục quốc phòng là luôn phấn đấu, phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình để là thực hiện theo đúng kế hoạch tiến trình đã đề ra. Trên cơ sở đó là theo cái kế hoạch là chúng tôi là bám sát với nhiệm vụ trọng tâm từng lúc từng nơi và có cái sự gắn kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng và mang cái hiệu ứng tuyên truyền rất là sâu, rất là rộng trong là toàn dân, để là góp phần nâng cao cái hình ảnh, giữ vững nâng cao cái hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhưng với lòng nhiệt huyết và sự quan tâm của lãnh đạo địa phương nên chất lượng các chuyên mục ngày càng được đổi mới, sát thực tế. Về nội dung đã bao quát tương đối toàn diện các sự kiện liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng của huyện. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của huyện ủy cũng như ủy ban dân huyện trong công tác tuyên truyền kinh tế xã hội cũng như an ninh quốc phòng của địa phương, thì bên cạnh đó đài cũng phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện là xây dựng chuyên mục là quốc phòng toàn dân với cái sự quan tâm sâu sắc của huyện ủy cũng như là ủy ban nhân huyện. Đó là động lực cho đơn vị của chúng tôi là cố gắng phấn đấu để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Trong xu hướng hội nhập và phát triển như hiện nay thì nền tảng mạng xã hội là kênh tuyên truyền có khả năng tương tác, kết nối, lan tỏa đến đông đảo người dân. Từ đó công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, chuyên mục quốc phòng toàn dân của huyện đã thực sự góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn. Cái chuyên mục quốc phòng toàn dân thì cái chuyên mục này nó góp phần là cái tuyên truyền về cái quốc phòng an ninh, nó rồi nó góp phần trong cái giáo dục cho cái thế hệ trẻ về cái truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, nó cũng đã góp phần tốt cho cái công tác tuyển quân trên địa bàn huyện trong cái thời gian qua. Nó thì
nhân cái ngày 21 tháng 6 là cái ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thì cũng chúc cho cái đội ngũ anh em của đài cũng như cái lực lượng làm báo chí sẽ gặt hái thêm nhiều cái thành công hơn nữa trong cái thời gian tới. Chúc tất cả là luôn là vui khỏe, thành đạt trong cái cuộc sống. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.